Trong vòng được gần 10 phút, ta đặt mấy tay to quá. Rồi qua siêu xe thì cảm giác là hình như là đặt to nó không cho ăn thật. Còn sóc này thì nó cũng chỉ bình bình như vậy, cũng cứ trận thắng trận thua, trận thắng trận thua. Thắng được mấy trận bé để thua một trận to. Nghiên cứu mà bắt ăn quả tứ. Mười mét này hôm nay kiếm lấy cái độ khoảng 20-30 mét. Này, ngồi đấy. Này, các ông xem tôi thể hiện đây. Nhưng mà cứ phải gài gậy mấy cái đã, cứ bình tĩnh. Đây tôi cũng nguyên ở ngoài đây, tôi ở làng này tôi cũng nguyên mấy ông chơi cùng nhau về cái mấy cái món. Ôi rồi ôi này, cái lúc mà thua thì cái lúc mà thua 2-3 trận đen đen là thua 2-3 trận, với lại bị nó bẻ nữa là coi như là hầu như ông nào cũng khiếp đen, bảo má game nó chơi mình ấy, nó bẻ nó chơi mình ấy. Đâu có được mấy hôm sau lại quay lại lại gỡ được, đâu có mấy mét thôi, thua thì thua đôi chục mét mà ăn, đến khi ăn được vài 7 mét thôi. Thế quay lại là bảo đéo phải đâu, do mình đen đấy. Rồi cuối cùng cái tâm lý nó cứ loan toán như vậy, đéo thoát ra được không ạ. Tôi hủy thẻ rồi, hủy mất một cái thẻ rồi. Tại vì cái chi nhánh của bên MB nó không gần, nên chi nó gần thì tôi cũng hủy nốt. Hủy bớt đi nhiều thẻ quá, bữa giờ chơi đăng ký nhiều thẻ quá. Mà bữa nay đăng ký chơi mấy cái này á, rồi bữa nay suốt ngày cái bọn nó quảng cáo game, nó gửi tin nhắn về, lại nghĩ bực hết cả người mà gọi lại đéo được. Để gọi lại được cái chửi giao trận. Cứ đi. Chà nhà nó. À, buổi trưa đang mát mẻ như vậy mà mấy cái con ve nó kêu lắm thật đấy. Hỏng mẹ rồi. Mày thể hiện thế này là không xong rồi. Nó phải là như thế chứ. Quả này thì ít tứ thế ta. Ôi, mày. Tính không chơi nữa mà mày đéo kìm được. Nghĩ lại thua vẫn cay. Mày kiếm cái đôi chục thì mày còn vài mét mà nghỉ, 10 mét mà lại lăn lên vài mét mà nghỉ thì chả bó. Cái con đợt này về sau là nó đốc ra mấy cái con gì mà nó ve, mà nó đốc ra mấy loại cơ. Một loại màu đen, loại màu đen nó nghe thảm thiết lắm, đang nghe queo 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 đó. Còn một loại bé bé nữa cơ, cứ thấy tiếng người là nó kêu, hay là thấy tiếng gì ồn là nó kêu. Chắc khả năng là kiếm lên đôi chục thôi. Ít tứ quá. Mà nãy giờ này còn bắt ba đỏ, bắt mái, bắt mãi, chưa được cây ba đỏ nào ra hồn.
Đừng bảo mẹ cho ăn được một cây tứ xong rồi từ đó anh ra đi nhé. Kéo có cách nào mà bắt được mấy cái con về. Là giống kiểu như là mình phải đặt phải đánh đến khi nào mà ví dụ nha, mình nuôi ba đỏ thì phải nói là mình nuôi ba đỏ ví dụ như hết 5 mét rồi thì nó mới cho lên một phát cho mình lại được cái 3 mét thì phải. Với lại đánh giống như chơi giống như kiểu như là mẹ nó kìa. Với lại kiểu như là chơi giống kiểu như là mình phải thua đến chục rồi nó cho mình ăn lại 3-4 mét. Em biết cái đéo hiểu cái lập trình nó tính toán kiểu đéo nào mà để cho mình thiếu thua theo cái kiểu mà vẫn ham gớ ấy nhỉ. Mà cái bên Big Boss là tôi thấy là lần này là giống kiểu như là nó cho cái tỷ lệ ăn mình ít quá. Để biết nó cày kiểu nào mà Big Boss có vẻ là đéo chơi được thằng Big Boss. Mày cứ đánh ba trắng ra ba đỏ ra ba trắng thể hiện thế này đéo được rồi. Khó kiếm lên được 20 mét. Mẹ nhiều khi ăn đéo 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 đành lòng ăn mà tiền xài thì không có mà đéo nào có tiền để mà vào đây mà đánh nhỉ. Tài thật. Ít tứ quá mà hôm nay chúng hôm mình nuôi tứ vậy hỏng rồi. Được rồi. Nuôi tứ hôm nay thất bại rồi. Biết nái lên đến 16 mét nghỉ mẹ đi, tầm 16 mét đấy nghỉ mẹ đi được rồi. Cứ tham. Nếu chưa được. Địt cụ mày, cà win ạ. Mẹ có mỗi cái thời cái chơi cái tê win thì thấy được chứ. Chuyển mấy thằng này. Về sau thua tê win trận nhiều quá cho nên là tôi không vào tê win đấy chứ. Big Boss cũng ăn nhiều rồi về sau không thua trận nhiều quá. Cái đánh cái thằng này, thằng ca viên này cứ hòa như vậy mãi. Thôi, chịu. Bó tay. Lượn. Ăn không ăn thôi, mày điên lên rồi.